Chào tất cả mọi người. Ok hết rồi. Ok anh. Chắc có đi hết. Vâng đi hết mà anh. Em có nịch mấy người không cho vì tỏa chân thầy tay. À rồi, rồi rồi rồi. Linh biết rồi. Linh Tùng. Chào Linh Tùng nhá. Này dưỡng nói có biết mốt. Đúng rồi, bánh sắn cũng tâm ơi. Bánh sắn cho em củ khoai với anh đang ui khoai. Nhà anh không có gì ngoài khoai. Nhà tàn khoai là khoai. Em xin mấy củ. Mấy củ cũng có nha. Hương Đặng. Chào hai nhà. Hai nhà chào Nguyễn Công. Cảm thầy quý. Ok Linh. Thầy này là thầy gì? Thầy cúng à? Hả? Bạn mà làm thầy cúng thì buồn cười lắm mày. Nhiều thầy lắm. Biết đấy. Nên đồng thì biết đấy. Đây tôi cúng bằng tiếng bô mà. Là... Ok chúc mèo 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 đi làm vui vẻ. Anh đâu có về ăn Tết? Có anh hôm nay có về. Sao lại giật lông ấy? Hiểu anh đâu? Tết anh về. Tết này về nấu ao cá sao rồi? Bơi thì bơi được rồi bạn ạ. Bơi thoải mái, đời xử lý nước thôi. Tiến đô thi dám lấy khoai, các bạn bảo anh Tiến đô thi dám lấy khoai thì Tiến đô thi hôm nào quay video mới dám lấy khoai nha các bạn. Tuần không thì lười, nó lười như hủi. Anh Đông thu hoạch khoai được 10 tấn, mang về cho anh em 9 củ rưỡi, dán bữa hết. Mày dán đi. Thằng Lam các bạn ạ. Văn Lam thì anh em cứ dán xong là bắt đầu đang ngồi ăn là bắt đầu trong nhà ngồi một mình mà lấy chân đá vào cái ghế cạch đấy, không thấy ai gọi ra nè, lại đá vào ghế két. Rất khéo, đúng là trong nhà đá thúng đụng nia. Lúc nào mà đợi anh em gọi ô Lam ơi ra ăn đấy, chạy bà điếc mà chạy ra đấy, xong thấy live stream mà cầm cái muôi múc đẻ để em mà múc một cái để bắt cháy. Đừng bóc phốt em út đi. Lớn rồi bóc phốt em làm gì. À ừ hề. Anh em phải đủ mọc lẫn nhau quý. Tiến tôi thì có còn tem bán khoai nướng không? Làm khoai nướng bán ấy. Còn tem trộn khoai của bán anh không? Anh Tiến thì không về. Ôm chị đi ra đây à? Chuẩn bị các bạn. Đang đây không được thì Tiến Tư Ti là trốn nha mọi người. Xuống đây là chỉ có xuống đây mới có cơ hội để trốn ra thôi. Cứ trên thủ đô là cọc cạch ra cửa không bước ra khỏi ngõ. Xuống đây là như kiểu là như các cụ của mình nói là trốn như kiểu chó trốn con ấy. Cái nửa chín gà là xa ra mà. Anh Hoan hỏi. Anh Hoan đâu? Tiền chưa về Luanda. Chưa anh ạ. Anh ra mấy nữa anh em gặp nhau xong rồi rủ nhau về có thể. Em đợi anh xuống đón ấy. Tiến Tư Ti là để đăng ký chuyện nốt. Tiến Tư Ti là xuống đây nè. Chín đàn đúng không? Đúng rồi, người cười. Ý. Anh Đông thì chiếu, anh Tuấn Tư Ti thì trốn hả? Trốn. Anh Đông anh Quý à? Mình mới Quý thôi. Em anh xuống. Chỉ có luôn đang vậy. Bạn này chỉ có đàn ông mới mang hạnh phúc được cho nhau này, đúng không? Như Nam với Hoàng ấy. Ôi chứ mà cái chiêu hai thằng đùa thế này thật. Thật mà. Mình không ngờ đấy. Đừng mang này có đủ không? Nộ đâu lại biết lại gọi là. Ừ. Quên. Chào thợ săn. Thợ săn thành phố. Anh có nhé Hiếu Anh. Tết anh về. Tết là về Việt Nam ăn cỗ. Ăn Tết. Quên là về ăn cỗ. Về đấy thì chẳng cỗ gặp mồm. Mình thì ôi thì mình đâu nắm được ăn Tết ở quê. Ăn cưới ở quê nhé. Đã tới năm rồi đi. Anh với cả anh về đúng được Tết. Mình đâu cưới nữa. Anh 6 Tết thì chưa về. Ngoài Tết là anh lại đi rồi. Chào mừng Tiến nhớ anh gì chứ? Ừ nó nhỏ đấy. Nó nhỏ lên á đúng không? Là okay. Ok thợ săn. Ông ca bật báo thức rồi này. toàn lên TikTok xem cái gì nha các bạn. Ảo thật. Không có ca đi TikTok mà cứ em là xinh gái. Cứ xinh gái là xem. Còn nếu mà thấy ông nào là xẹt. Nhớ nhất là thấy kênh Đông Bolu. Ai không lại hiện đến Đông Bolu. Ui giời ơi. Giời lại Đông. Lướt qua thấy Tiến này. Ui giời lại mấy ông này.
đúng là mấy anh em với nhau thì không thể nào xem thằng nào nhạc xem mơ nia đây em bạn tên gì? Anh Đông tên gì? Mình tên Tiến Tu Ti. Nên thủ đô mà gặp ông nào nạ hỏi tên thì cứ mình tên Quý. Người danh không? Có gì ăn chịu cho nó dễ. Đi quán ăn sáng. Ghi cho Quý nha. Đây là mày ấy mày mình đặt lên này nên thủ đô mà. Thế nào có ông nào hỏi mình tên gì mình có Hùng ca. Sao được gặp mình cũng có ca gọi. Hùng có ca nửa và tên Đông. Hai thằng mình nửa thôi, kể đâu. Mà hơi lắm. Ông Tiến Tư Ti chuyển khẩu xuống. Đúng rồi, Tiến Tư Ti chuyển khẩu đây lâu. Chuyển đây lâu. Du lịch các bạn. Không phải du lịch mà du lịch. Xin visa cấp xuống. Là đại sứ mà cầm cả con dấu. Xa ra là cầm một con dấu xuống. Là đọc. Thật ra là cầm ở con dấu xuống ở đâu. Anh Tu Tu Tiến được cấp phép rồi. Và mình còn lươn đâu, hoặc chủ lươn đấy. Lươn đâu chúng thấy thật nhưng Thanh con lươn gì đâu, chúng bạn nào phải xin giấy. Đúng rồi, tôi xin ra. Xin visa. Hôm trước là 2 tuần là phải ra. Tiến Tu Tu xuống nước bản là 2 tuần phải về. Bắt buộc phải về để ra hạn một lần. Không về là cán bộ phải xuống đưa về. Không về là xa ra phải xuống đưa về. Xin về đóng gia hạn thêm visa đây. Visa xong là xuống tiếp. Nên đợt này là xuống là mang cả con dấu xuống luôn. Này không phải về nữa. Thật mà anh em mình nói thật nhưng mà nhiều khi mọi người không tin. Như ở những vùng biên nó gọi là giấy thông hành đấy. Như ở anh em mình bên này gọi là visa. Visa này. Visa gì đấy. Mình chả biết cho chuẩn. Sao là lạc nhỉ? Mang lạc đâu? Mà khoai chứ. Mạng khỏe biết anh em mình mạng khỏe mà. Mạng xanh biết. Chưa nhập tịch. Chưa nhập tịch. Nhập tịch còn phải xét. Còn xét, phải thi đàng hoàng. Xem hồ sơ thành không. Cái tiến đầu tiên là phải thi thì kéo thị phải trượt. Phải 2-3 vòng. Phải 5 vòng. Vì lý lịch chính ngang là hơi xấu một tí. Đâu đâu. Đâu rồi một lần. Mạng thế đấy. Mọi người ơi, vì sao? Chủ tịch ở bên này ngủ buồn hơn ạ. À, vậy thôi. Không nào khi nào vậy. Ôi thế sao người ta bỏ mạng viện ý đàn bị cũng bị trục trặc nhưng mà đúng không đến nổi. Diệu Ninh này, Diệu Ninh nói đúng đấy. Mạng bên mình bị cá mập cán à. Diệu Ninh này có thông tin nội, có tay trong rồi, có thông tin nội bộ rồi. Tài nhỉ? Tài cái thế cũng khoe. Cái gì biết bên này? Có mạng bị cá mập cắn mà cũng khoe. Chào mùi mùi nhá. Chào Ái Xuân. Bữa Nam nói là mạng bị cá mập cắn. Đúng rồi, mạng bị cá mập cắn. Đúng rồi, chuẩn đấy. Dự kiến là 2 tuần hoặc chuẩn đấy Diệu Linh. 2 tuần mới ấy được mới. Không được. Đúng rồi, có lý do gì đâu. Đúng rồi Diệu Linh. Cháu yêu hai chú hồi liền. Yêu một chú thôi. Yêu một chú thôi. Yêu hai chú để đánh nhau. Yêu này là yêu thương ấy. Yêu thương, tôi có bảo gì đâu. Thì yêu thương gì? Bạn ấy chưa gì bạn đã hiểu sang cái gì? Anh Quý có quốc tịch Angola chưa? Mình nhiều 3 quốc tịch. Quý rồi, nhiều quốc tịch lắm mọi người. Yêu chú Đông, ok Nguyễn Tâm. 10 điểm. Cảm ơn Nguyễn Tâm rất nhiều, 10 điểm. Chào Nguyễn Văn Long. Chào anh. Đúng rồi, yêu thương đúng rồi. Yêu thương thì không đánh nhau, yêu thương thì quý. Có ai đánh nhau đâu. Mấy ngày là chồng chồng Đông đi ngủ đi. Vợ gì? Vợ gì đấy? Vợ Diêu Phong à? Vợ Diêu Phong à? Khoa độc thế. Diêu Phong. Bàn mắt kém thế nè. Ok, chào Min Mon Hưng Nhân. Mình Hưng Hà. Mình Thống Nhất. Nôi đồ anh nôi giờ đang ngủ ngáy oa rồi. Mọi người mấy anh hôm nào mấy anh em mình ngủ muộn lắm 2-3 giờ. Các anh làm giấc đi. Mình chết đây. Cười cái này. Gì nào Gì nào ngủ quá các bạn.
Kim Trung mấy bạn cọp rồi giáp. Ok, chào Kim Trung. Kim Trung là gần gần đến mình rồi. Ánh mắt của kẻ si tình, chị Hùng trông chán nè. Chị Hùng là vừa là cơm răng hết không có. Gian bên dưới cho sạch ruột. Khỏi nọc, nó nọc bụi hết các bạn. Chị mày chán hết rồi bụi. Dưới. Bà quý với bác Đông. Đây mời mày tham gia ra ăn cơm đúng rồi. Mày thì này. Bên anh em mình là 1:30 thôi. Cảm ơn bạn Linh Linh nhá. Mình ở Hà Tĩnh, Lục khoai lang ăn đêm. Khoai to lắm, lục lâu lắm rồi. Hấp rồi. Bây giờ thì muộn, rồi. Khoai làm bánh được nhỉ? Khoai chỉ làm bánh như ấy này. Nhưng mà luộc, ngại. Mình không có than củi, có than củi luộc nó mới nhanh. Cái luộc lâu lắm. Tại sao trồng nhỏ nhỏ này? Bạn thấy hợp lý không? Ừ, đúng rồi. Trồng khoai nhỏ nhỏ đó. Hàm nó lại. Lê Thiên Ân. Tên hay. Ô, ngày nào cũng bài quỳ mọi người chiếu giờ cũng để mới nghỉ thôi. Chè khoai lang. Nam ơi. Em biết làm chè khoai lang không? Nó làm chè khoai lang nghe. Biết đấy, như này, làm biết. Làm chè khoai lang nghe. Mosekomi là gì? Hả? Mosekomi à? À, você come. Chẳng liên quan đến Mosekomi, Mosekomi bạn đọc tiếng Than thiên. Hôm nay nhé, thất tịch có ăn chè đậu đỏ. Ô, thất tịch là cái gì? Thất tình là cái gì? Nghe chứ thất tình thì quen này. Lễ thất tịch thì phải. Thất tịch là tiếng Hán. Còn để đọc thất tịch nhưng mà thất tình ấy. Chữ ca là gì? Ông Hoàng Phương thì hình như ông Angola về ấy nhỉ. Nghi lắm này. À, ngày cả mẹ 7 tháng 7, thất tịch, ngu nang chữ nữ gặp nhau. Ồ, thế trời mưa. Đây, ngu nang chữ nữ gặp nhau là trời mưa, đúng rồi. Tháng 7 mà, đúng rồi, mưa ngâu đi. Tháng 7, ngu nang chữ nữ gặp nhau, đúng đấy. Hồi xưa nhà cũng mình cũng nghe đấy có cái ngày này. Ngu nang chữ nữ gặp nhau là gặp trời mưa. Bây giờ mưa cả ngày luôn. Ở bên này không có đậu đỏ đâu. Đậu đỏ đầy, siêu thị đầy. Có. Ừ. Thế mai là muốn về vườn nấu ăn. Ông bà ngâu gặp nhau đúng rồi. Mình ngày xưa ở nhà vẫn cũng nghe thấy. Khoai nhiều lắm. Ăn chè đậu đỗ nó thế thì được con ấy em như gà ngày xưa. Hai xưa. Em đi gà thì nhiều nhưng mà cái gu hơi mặn. Mình thì lại ăn nhạt nên cái gu đấy không mặn mà mấy nha. Hai chiều. Em gà muối tù yếu nó kết rồi. Ừ. Bạn Thái Bình đang mưa to, đúng không? Anh Hoàng Phương này là Angola này nhỉ? Ừ. Anh Hoàng Phương này chắc là Angola về này. Tập một là Angola về, hai là đang ở Angola. Ừ. Chắc là ở Angola. Ừ. Khoai ngon lắm, khoai bở lắm. Xin Mai Tuyết ạ. Khoai organic mà. 100% organic. 100% organic nha, rất là bở. Rất là ngon. Anh cho người dân ra phải ăn. Mắm miền Tây thì mắm miền Tây không có, bên này không có. Hôm nay tìm vợ cho Quý. Quý thì vợ chán rồi, mình chán thì không tìm. Không tìm nữa này. Để cho ế cho biết mặt ế luôn. Để cho ế cho chừa. Không tìm nữa này.
tìm chán lắm. Không biết là có thông tin gì nhưng mà toàn giấu đi. Đúng rồi, khoai organic. Hai siêu ở Huamu. Mình anh em mình ở Huamu nhá. Hoàng bạn Hoàng Phương nhá. Huamu. Thái Bình cũng. Thái Bình ai cũng cảm ơn mọi người anh đồng ý. Chúc anh quý em. Không mình có mối nào đâu. Chả đang có mối nào. Có. Anh còn đang sợ ế có, này. Đang còn sợ ế đi mình. Chả có mối nào. Nhìn thu hoạch mà vui. Đúng rồi, lần đầu thu hoạch khoai nhiều như thế đó mọi người. Chị Nhi đang xem, anh không dám nói. Anh nói có anh sợ gì sợ đâu, gì? Đức Anh. Vợ chứ những người này ai đâu mà anh sợ. Nhà có nóc. Vừa anh cả làng sợ cho có một mình anh đâu. Tôi đã định nói gì bạn. Chắn thật. Sợ gì. Mình có sợ gì đâu. Mình đang sợ ế thì mình, à mình sợ ế thì chả sợ gì. Bảo khỏe rồi. Bảo khỏe rồi, bảo đi làm rồi nhá mọi người. Khỏe rồi, một cứ bên này sốt rét cứ một tuần là khỏi. Chán thật. Thường nếu mà ai nặng quá thì mới lâu chứ. Còn mình thường là một tuần là khỏi. Ok, nhã đẹp trai. Nhã này. Chào Trần Hương Phúc Thạch. Anh cứ nói chuẩn thế. Cái đấy là sự thật mà. Hồi sự tình đó. Ôi Phương. Hoàng Phương ngày xưa ở Humbu à? Làm với ai ở Humbu đấy? Làm cùng với ai ở Humbu? Quang Dũng, Quang Dũng cũng ổn ổn rồi nhá, cầu vồng với mọi người. Hôm sau Quang Quang Dũng về thì anh em mình làm video cũng như nói làm video để cho mọi thông tin cho mọi người biết cụ thể hơn nhé. Hiện tại thì cũng ổn ổn rồi. Em làm Hải người nghe Hải nào vậy? Anh Hải à? Xây dựng, xây dựng. Em nào? Em xây dựng. Anh Hải nào? Anh Hòa chứ? Anh Hải Nghệ An. Thế thì chắc là ông Hải về rồi chứ? Chắc về rồi. Ông Hải chắc là về rồi. Hiện tại thì không có Hải đang làm xây dựng ở đây nữa. Chuẩn bị ngủ với bên ta. Chuẩn bị ngủ đó mọi người. Chắc tầm 5 phút là ngủ à. Hải à, Nghi Kiều, gần nhà con. Thế thì về rồi, không. À. Anh gì vậy anh? Hải. Không có, không còn nữa. Thế về rồi, về rồi. Về rồi chứ không có bên này nữa. Vừa lấy vừa Thanh Hóa đi. Giờ vừa đâu chả được bạn nào. Nhận lỡ nào. Yeah. Bên này hơn 1:30. Bên này anh em mình là 1:38 rồi. Hơn 1:30 một tí. Đúng không bạn? Đúng rồi. Gần 2 giờ rồi. 1:30 8 phút. 1:30 8 phút. Chênh nhau sát, đúng rồi, chênh nhau tròn 6 tiếng. Chào Ngon Miu. Ngon Miu Việt Nam 7:39. Đồ Jimmy được rồi. Đồ Jimmy. Đồ Jimmy, tí nữa thì đồ Jimmy. Nha Hoàng Phương. Anh đâu chưa về Việt Nam. Cùng qua. Chưa, chưa Đức Anh. Bọn anh thì nói chung là anh em trong trong nhóm thì cứ chia nhau ra về. Người này về, người về, người này về thì người kia ở lại sắp xếp. Nói chung là ít khi mới về cùng cùng nhau. Tất cả về lắm. Chào Riêu Phong, Riêu Phong lại chào vợ Riêu Phong rồi. Chào Riêu Phong. Ok, Hành Phạm nha, chuẩn bị ngủ. Có khả năng đi ngủ đi, nhiều bạn bán đi ngủ lắm này, thì đi ngủ đi. Rồi, thôi, nếu mình gọi nhân lịch sự đi gọi nhắm mắt cho khỏi bụng. Ừ. Nhá. Lấp 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 cái hột nhàn lại. Anh công nghiệp hay. Hay để quản bộ huyền thăm, nhất anh gì. Đúng rồi mọi người. Thôi anh đi, đi anh em mình đi ngủ thôi mọi người. Chúc tất cả mọi người ngày mới vui vẻ. Anh em mình đi nhắm mắt cho nó khỏi bụi đi.
Thôi, bye bye mọi người nhá. Bye bye tất cả mọi người.